Hello, xin chào cả nhà đang xem kênh YouTube Long Kitchen. Bây giờ là Long đang đi về cả nhà. Long mới vừa mua con vịt quay về chiều nay ăn cơm với lại cha mẹ cả nhà. Bữa nay đi làm gặp khách VIP cả nhà, khách sộp, khách tiếp cho quá sộp luôn, cho nên quyết định mua nguyên một con vịt. Bình thường thì Long cũng mua vịt, nhưng mà Long mua nửa con thôi, nhưng mà hôm nay có cha mẹ ăn cơm chung nữa cho nên Long mua nguyên con luôn cả nhà. Bây giờ đang chuẩn bị đi về nè, đang chờ xe đổi đổi đèn xanh rồi chạy về, cũng gần tới nhà rồi. Cái chợ này sát bên nhà luôn. Một hồi quay clip tiếp nha cả nhà. Đây nguyên con vịt, nguyên con vịt luôn, giờ đem vô ăn. Coi đây là bụi lá chua nha, quá trời lá chua luôn, quá trời cái bụi lá chua. Giờ cắt sát vô nha. Ôi mẹ mới đã, cái lá bự dễ sợ, quá trời bự. Đang kiếm đồ đây con cầm chưa? Kiếm đồ cầm luôn. Ờ coi cái lá nó bự nè. Mua hai cái gì chứ? Quá trời ngon luôn rồi. Ừ. Đã luôn. Ăn đủ không cha? Đủ. Này nó ăn mới đã, cắt dây nữa lên nữa. Trời ơi. Cắt dây nữa lên nữa. Để vậy nó già rồi đâu không ăn cái đâu, cái đâu có nó bị ấy. Vậy là mới ngon nè. Ngon rồi, rồi đó, con nghĩ là được rồi đó chơi. Được không? Được rồi đó. Bỏ mấy cái này uống rồi. Quá trời rồi, thôi nè. Như đây được rồi chơi. Quá trời rồi. Hai cái đùi. Bốn cái đùi luôn. Gì bốn cái đùi? Bốn cái đùi chứ nữa. Đâu ra bốn cái đùi? Bốn cái đùi đó. Vịt quá trời ngon là Nhi ơi. Một con vịt mà bốn cái đùi. Bốn đùi. Con vịt thì bốn cái đùi chứ. Không biết. Cái đùi vịt. Ôi cái miếng vịt quá trời ngon. Thịt công vịt, thịt công. Thịt nó còn dễ dày luôn. Hello, xin chào cả nhà đang xem kênh YouTube Long's Kitchen. Hôm nay cả nhà Long mời cả nhà ăn món vịt quay. Hôm nay có mẹ Long được lên sóng luôn cho nên hơi bị vui một xíu. Cô xin hello bà cô chú con. Hello, hello bà cô chú. Hôm nay mua con vịt được ra bốn cái đùi. Và mỗi người cái đùi, khỏi ai giành lộn ai hết. Và Long mời cả nhà ăn nha. Cô xin mời cả nhà. Mời cả nhà, mời cả nhà đi, mời cả nhà. Ở trong đây nó có cho luôn mấy cái bịch sốt chua ngọt này cả nhà. Để hồi chấm với mấy cái này ăn luôn. Đó, cha mẹ ăn đi. Ồ, cái chén, cái dĩa nước chấm. Cái dĩa nó ngon, đã. Cái dĩa nước chấm cho ăn là ừ, lấy cái nước tương chinh su, rồi nước tương ra cho, rồi đồ xong đã, rồi. Thôi, mang cái đồ này đi. Rồi cái gì ăn đi. Ớt bầm nữa. Rồi, giờ vô rồi cả nhà. Vô. Mời cả nhà nha. Rồi, ăn với cơm đi cả nhà. Ở đây có rau lá chua mới về hái xong. Rồi rau giúp cá. Rồi cải, củ cải trắng, chứ là dưa leo. Đây thì ớt chuông mini nè. Nhà Long mời cả nhà nha. Dĩu không? Dĩu, ngon quá. Từ từ nha, xanh nha. Vịt quá trời mỡ luôn. Vịt quá trời mỡ mà. Vịt mỡ. Thơm á. Ừ, cần cũng biết ăn á. Ngon không? Biết ăn rồi mà. Ồ, cái da nó giòn. Tắm vừa ăn.
Con vịt này là 33 lô. Nếu mà tính tròn là 34 lô á, 33 lô mấy á. Ngọt quá trời ngọt. Trời ớt cái ngọt. Cha mẹ mời cả nhà. Rồi. Bánh ngọt. Gói cái ngọt. Nó đồ vịt bên Mỹ nó bự hơn cái đồ Việt Nam, vịt Việt Nam quá trời luôn, gấp đôi luôn. Vịt Mỹ nó quay vừa ăn luôn. Vịt Việt Nam quay cũng vừa ăn vậy? Vừa ăn cũng vừa ăn, nhưng mà vịt này bự hơn. Vịt này đi tập tạ mới về. Dành chớp vậy đó. Chớp à. Chớp ăn. Dành chớp. Giờ mới làm hết cái đùi nữa. Ngon quá, uống hết cái đùi. Quá là ngọt, nó giòn. Hai vợ chồng ở Việt Nam mới qua mấy bữa nay, nói chung ra là ngủ cũng chưa có được ngon lắm, ngủ cũng chưa được quen cái mết ở bên Mỹ, cái phòng khí còn thức hoài. Mới qua mấy bữa nay cả tuần qua gái sẵn nó quay luôn tốt rồi, ngồi ăn luôn. Ngồi thịt không nè, ngồi xuống con, ngồi xuống. Quá trời cái miếng thịt này. Con nó bự nè. Rồi mời cả nhà ăn nữa nha. Vịt quay này mua ở trong chợ 99 đây nha. Nó là bán cho con vịt bự nhất. Tặng quay YouTube cả nhà. Cái chị tính tiền á, kêu cái chú nó chặt á, chặt miếng bự bự, nhìn nó hấp dẫn. Chứ mọi bữa mua vịt về ăn là cái chú đó chặt cái miếng vịt nhỏ lắm, xíu à. Con ngồi xuống đi. Ngồi xuống nào ngoài. Ngồi chùm hổm vậy, ngồi giống món cá vậy. Nói chung là đồ ăn bên đây nó vừa ăn vừa ăn cũng như đồ Việt Nam mình cũng ngon. Nêm nếm vừa ăn. Không phải như chỗ khác. Mà chỗ khác. Miếng này vịt này. Đây bên đây nói chung là Mỹ có, Việt Nam có, đủ các nước lợi làm đồ ăn. Ngon quá. Chấm dầm. Sao ạ? Rồi ngồi xuống cho nó chan nữa nha. Tắm với thịt vịt nha. Rồi quất vô. Châu quá bự rồi. Vịt này có ba người ăn hết không nè. Ba người lắm. Ngọt. Cái này cắm thử được ăn. Để đi ngoài. Em ơi, muốn nặng trong đất cũng được, nè nặng hơn nè. Nó thử cũng ngon. Nè căng quá. Ăn căng không? Ăn nè. Căng nha. Rớt hả? Bên đây giờ này nó lạnh rồi. Giờ này ở Việt Nam mình mấy giờ? Nó... giờ mình mấy giờ? 6 giờ chiều rồi. 6 giờ chiều mà còn sáng chân nha. 6 giờ chiều đó. Ra ngoài quay có mát luôn. 6 giờ chiều mà sáng chân luôn. Nó lạnh nha bà con. Giờ nó lạnh nữa. Ở bên Việt Nam giờ này mình đổ mồ hôi luôn mà để giờ mình lại lạnh. Con. Cái da vịt này như cái da heo. Nè biết xí. Biết xí. Ngon quá.
Yeah. Vincent, first you eat, and then we're going to go to the big train. Yes, we'll see that train, but first eat, and then we'll go see the big train. Not eating? No. Are you too excited to eat, Vincent? We're going to go to the big train. We are, we're going to go to the big train. We're going to the big train, Vincent. We're doing it, Vincent. It's going to be a good day. Vịt này nó bự quá, cái da nó như da heo à, nó giòn á, ngon. Thịt nó trắng, nó mềm mà nó ngon. Yeah, right here. You don't need to go that far, I'm right here, Vincent. Đen dầu. Cái này là cái Vui. Yeah. Vui. Ăn nhiều, phải không? Ăn nhiều vui. Yeah. Ngon, ngon quá. Ngon quá. Yeah. Ông hỏi cha mẹ ăn có ngon quá không? Ngon quá. Quá ngon. Mà nó mất cái đầu rồi. Để cho em thấy nó ta cứu mà không được. Cái lá chua nó đúng chua thật. Chua quá. Tôi tưởng không chua. Chua như chanh nữa. Đó giờ mới ăn lần đầu á. Lá nè. Nó chua như là chanh nè. Chua như là chanh nè. Ăn là người nào mà ăn mà ấy là nó chua mà không nổi đâu. Thank you. Đó giờ mới thấy con cải đỏ. Sài Gòn có bán. Cà chá mà không có lên Sài Gòn. Cái đỏ. Có bán. Có bán thì đâu có thấy. Cái này là cái đỏ. Doing the radish and sweet tomatoes went out of business. Because I would get them there every so often. Good. My mom likes it. Good. Đi con này dắt mình nóng quá. Mới dịch lên. Mình chứ ăn nóng rồi. Già nó quá thì nè. Già như da heo. Mở. Già nó như da heo. Ăn nhiều vô. Mời cả nhà nữa. Nè, vợ mới da nó như da heo. Dày á. Nướng khéo quá trời. Ở đây vài tháng là mập lại luôn. Ngủ nghe ăn uống vài hoài chắc mập. Qua hổng ngày ngủ không được cũng có 7-8 ngày. Ngủ không được. Bằng ngày như bằng đêm vậy. Không có ngủ được, thời tiết ở bên đây nó khác, ở bên Việt Nam quá không ngủ được. Ai người ta đi ngoài đường, ta cũng mặc áo không tay tay cong hết. Mẹ đi ngoài đường, chầm áo khoác. Lạnh quá. Cái mùa hè vậy đó, mùa đông là dữ.
Train down here. Nhau mà sao ăn trống đó. Nó hết chưa? Trời ơi. Ăn trống đi nha, ăn không đi. Ăn không đi. Quá trời bự luôn. Ăn gì nổi mà không? Ăn không đi. Mẹ ăn không đi. Để trái lên. Mỗi lần từ ở bên Việt Nam qua Mỹ là 24 tiếng mà 14 tiếng không có. Mỗi lần mình đi xe đi qua quá cảnh á, tùy quá cảnh. Bây giờ mình đi đi máy bay hẳn Việt Nam mình lai có 14 tiếng nên trở ăn đầy đủ. Dụ mình ăn món này món kia, nước này nước kia, mình tùy mình thích. Đủ dắt một là tới rồi. Trà sữa, trà đường, sữa thì đủ hết, nước cam, trà sữa rồi mình ăn, muốn ăn cái gì nó hỏi. Ý kiến là đúng không? Hôm qua đây 14 tiếng 6 giờ bển chạy qua đây là 5 giờ tử đắt lắm. Đi lần đầu cũng sợ, không biết làm sao. Sợ ngủ không được, rồi cầm rồi không biết làm sao. Mà nó chạy bình thường nè. Đi bây giờ cũng bình thường. Đi còn nhẹ hơn xe nữa. Xe chạy còn gầm chứ máy bay đi nó không có gầm. Lên xuống cũng bình thường. Bình thường. Nhỏ lớn giờ mới đi á. Nhỏ lớn giờ mới đi. Ngồi xuống, nếu mà không có đi qua đây thì nói chung không có nhỏ gái ở đây cũng không có biết, không có lên xuống máy bay là sao. Ăn nữa đi mẹ, còn chờ. Trời. Không có cái điều kiện mình để mình đi đi máy bay. Cái này có công. Lo làm ăn không rồi đâu có đi đâu đâu. Ngồi xuống. Bây giờ qua đây rồi thì. Ôi. Đi chỗ này chỗ kia rồi cho biết. Còn cục thịt dưới đây mà không thấy. Không có lớn gì đâu không biết. Quá trời cục thịt. Dịch 33 đô tính cái Việt Nam rồi nhưng mà 10 đô ở trăm mấy hả? 200 mấy là 600 mấy gần 700 ngàn. Hơn 700 ngàn. Tính tiền Việt là 700 ngàn, 800 ngàn. Nó bự. Chung ăn mà tính ra tiền Việt rồi ăn không dám ăn. Không dám ăn. Không dám ăn. Tính ra tiền Việt con dịch ở bên Việt Nam là có 800 ngàn. 700 à? 700, 800, cả 800. Big bite, Vincent. 800 mấy. 800 mấy. Không có gần tiền đô. Nói chung không có gần tiền đô. Mới qua. It's on the floor now. Chưa biết cái đồng tiền đô nào. It's right next to the floor. Ở đến Việt Nam thì theo tính ra không dám ăn. Con vịt Việt Nam thì nó có như 200-300 ngàn cho rồi. Vịt bên này nó mắc quá rồi. Mà nó giòn, nó ngọt, nó thơm. Tính ra tiền Việt không dám ăn. Lần mình ở bên Việt Nam thấy con gái nó ăn mà mình cũng mất thiệt. Bây giờ qua ăn nó mất thèm. Mình thử nó mua một vịt bự vậy để ăn. Giờ hết này mà ngọt mà nó giòn lắm kìa, nó thơm, cái mùi ngon. Ai vợ chồng một đứa con ăn không hết con vịt đó. Con vịt này nó bự lắm. Vịt chết cũng 2 kg. Cái miếng vịt có miếng thịt của nó dày dày vậy. Vậy nên A people.
Không, đông vui quá. Ra ngoài sân người ta ăn đông vui quá cả nhà. Quá chi đông. Lạnh. Nên năm. Cần ăn lạnh. Hơi mặn. Có cái đó mày ăn với mì. Cái xích xích hớt ngót rồi á. Không không mà. Đồ Mỹ đó. Đồ tương của Mỹ đó. Ăn đồ tương. Nhá không được đó. Món mì. Ăn như là ăn chè vậy thôi. Đó giờ mới ăn luôn cũng mới biết được. Ăn đủ cái món hổng gần qua không nhỏ gái. Nói chung là mới biết. Hướng dẫn thời gian đủ chỗ. Ăn nhà hàng Ấn Độ. Mỹ. Rồi Nhật Quốc. Nhật Bản. Đủ chỗ ở trên. Trung Quốc nữa. Tớ ăn cái nào vừa miệng thì nó trở lại khó luôn dễ ăn. Nói chung là dễ ăn, con cái của có đồ ăn của Ấn Độ cay quá, nó cay quá ăn không được. Việt Nam cũng có luôn, qua nhà hàng Việt Nam nữa. Tưởng qua đây ăn không được, ngủ là chỉ ngủ không được thôi, còn ăn được đủ đồ ăn hết trơn. Thì tôi luôn xin kết thúc cái video ăn dịch quay đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết cái phần video của Lon's Kitchen. Chúc cả nhà có một bữa cơm ngon miệng nha. Thank you for watching Lon's Kitchen. Bye bye.